chào bà con, chào các bác. Hôm nay Phương bò về một cặp bò mới, cặp Barbie gây lái đẳng cấp. Đấy. Và con bò chửa 8 tháng rồi nhé. Đây, em quay chi tiết các bác xem và tham khảo. Nếu bác nào mà yêu thích hàng Barbie gây lái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này và con Barbie chửa này nhé. Sự toàn hàng gây lái rất là quân tiền, hợp lý. Thời điểm này thật sự là các bác vào bò giống thì nó rất là hợp lý luôn. Mà mua những cặp bò như này và con bò chửa này, em khẳng định các bác một câu là 100% là sẽ rất là thành công. Vì cái thời điểm này nó cũng không thể nào mà rẻ hơn được nữa. Để em quay chi tiết các bác xem từng con nhé. Đây, cặp bò đầu tiên này. Bò đẻ lứa đầu tiên, khung tảng của nó rất là đại ca luôn nhé. Đấy. Con này thì chiều cao nó tầm cửa 1m35 nhé. Đấy, con này, con là được 1 tháng 10 ngày. Đấy. Barbie cái các bác ạ. Rất là mập luôn nhé. Đấy. Mông to đẹp. Barbie. Đấy. Ui, những cái dòng này thì nó nhìn thực tế cả mẹ con quá ok luôn nhé. Em quay chi tiết để các bác xem này. Đấy, chân móng nhá, móng sò đẹp này. Đấy, bốn vú rành này. Nhưng con này là nó không một lỗi vết gì luôn. Đấy, con mẹ mông rất là to luôn. Lối cao trường dài, nó đã đẻ rất là như này rồi, các bác nuôi thì rất là yên tâm luôn nhé. Cặp bò này thì có giá là bằng 37 triệu nhé. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây. Bác nào mà yêu thích hàng Barbie gây lái thì mua những cặp bò như này thật sự là nó quá hợp lý luôn. Đấy. Đẹp long lanh luôn, không một lỗi vết gì luôn. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng Barbie gây lái thì liên hệ trực tiếp cho em bắt cặp bò này nhé. Con cái F2 rất đẹp luôn. Con thứ hai này. Con này là con bò tơ chửa lứa đầu tiên thôi. Nhưng mà nó thuộc về hàng tầm đại các bác. Đây, quay chi tiết để các bác xem này. Con này thì nó rất là to luôn. Đấy, tơ chửa lứa đầu tiên nhưng nó hàng thuộc về hàng tầm đại. Con này hiện tại nó tầm cửa 4 tạ rưỡi hơi nhé. Đấy, lứa đầu nó đã to như này các bác ạ. Chân móng này, móng sò đẹp nhá. Nói chung là để nói hai con bò hôm nay em thấy là nó không có lỗi vết gì luôn. Và nó thuộc về hàng rất là VIP luôn nhé. Đấy, những con bò như này thời điểm này các bác vào thì nó rất là thích hợp. Vì giá cả nó hợp lý. Đấy. Con này có chửa là hơn 8 tháng này các bác. Bầu sữa buông rồi nhá. Không một lỗi vết gì luôn. Con này thì chiều cao nó tầm cửa gần 1m4 nhé. 4 tạ rưỡi hơi. Đẹp long lanh luôn. Đây, rất là tầm đại luôn. Đây các bác nhìn mông của nó đây. Đấy. Mông rất to, bầu sữa buông hơn 8 tháng. Đấy. Con này có giá là bằng 36 triệu này. Bao ship cho các bác trong vòng 100 cây nhé. Đấy, bác nào mà yêu thích hàng nào thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy, tiền nào của đấy nhé các bác nhé. Đấy. Hàng quá VIP luôn. Con này ngày xưa phải tầm 45 triệu các bác. Đấy, quá chất. Đây, con của con bò cặp này nhá. Đây, con này là của con bò này. Đấy. Ưu tiên cho bác nào mà lấy tất cả hai con này nhá. Đấy, một cặp và một con bò chửa 8 tháng.
toàn hàng rất là VIP luôn. Đây các bạn nhìn, cao dài quá đẳng cấp luôn. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì liên hệ trực tiếp cho em nhé. Đấy. Cặp bò này thì giá rất hợp lý luôn. Đấy, mua những cặp bò như này thì khỏi phải suy nghĩ luôn nhé. Nhìn cả mẹ con nước sữa này. Đấy, con Barbie chửa thì nó thuộc về hàng tầm đại. Con này thì nó mỗi con nó mỗi khác, con này thì được cái là nó chửa 8 tháng này. Nó chửa to rồi cho nên là các bác mua thì rất là yên tâm luôn. Đấy, bò tơ lứa đầu tiên nó đã đẳng cấp như này, các bác biết là giá thì quá hợp lý luôn. Bác nào mà yêu thích hàng nào thì nhanh tay liên hệ trực tiếp cho em nhé. Quá là VIP luôn, đẹp tuyệt vời luôn nhá. Em đuổi con này ra cho các bác nhìn. Đuổi ra ngoài cho các bác nhìn cho nó nắm lại một lần nữa. Đấy, con B này. Đấy, con B này nhá. Và con mẹ đây. Đấy. Quá là đẹp luôn. Đấy, con này thì nó hàng tầm đại. Đấy, cao trường dài. Quá đẳng cấp luôn nhá. Ưu tiên cho bác nào lấy số lượng nhé. Chào các bác.